khi nói cúng dường tam bảo cúng dường phật bảo và tăng bảo thì có đối tượng để mình hướng tới mà cúng dường thì dễ hình dung vì có người cúng dường vật phẩm đối tượng nhận cúng dường và tác ý cúng dường còn pháp bảo thì trừu tượng ở phần đối tượng nhận cúng dường xin sư giải thích thêm giúp con phần này đối tượng nhận cúng dường của pháp bảo là ai làm gì để tối đa hóa khước khi cúng dường pháp bảo pháp ấy, pháp bảo ở đây tức là những lời dạy của đức thế tôn và những lời dạy của các bậc thánh thì uh, đó là đối tượng đó là đối tượng chứ bản thân nó không phải là chỉ là cái quyển kinh quyển sách nha mà bản thân nó là cái lời dạy tức là đối tượng là lời dạy thì cái việc mà mình cúng dường á nó có ba cách thứ nhất là mình trùng tụng pháp tức là gì mình mở kinh ra mình trùng tụng mình đọc lại những cái bài kinh đó bản thân nó cũng là việc cúng dường pháp cái thứ hai là mình thực hành pháp và nó là cái sự cúng dường đối với pháp và cái thứ ba là mình chứng đạt pháp tức là mình tu chứng ấy mình có được sự chứng đạt pháp thì đó cũng là cái sự cúng dường pháp ừ.